Sau đây là video chạy demo của mô hình bàn tay robot mô phỏng tay người. Đây, các động cơ được gắn vào các chân lần lượt là 2, 3, 4, 5. Các dây này, đây, kết nối gián tiếp qua board Arduino. Đây, cụm dây 2, 3, 4, 5. Cảm biến, sử dụng 3 chân. Chân VCC gắn vào chân 8, VCC cắm là 8, chân tín hiệu cắm là 10 và chân GND. Hai chân GND và 5V cấp nguồn cho các động cơ servo nối ra ngoài. Và sau đây là chạy thử bằng app button nắm tay. Button duỗi tay. Nắm. Duỗi. Button test các ngón tay xem các ngón tay có bị hỏng hay không. Chuyển sang chế độ sử dụng cảm biến. Cảm biến sáng. Tắt cảm biến. Tắt cảm biến. Cảm biến tắt. Ta bật lại cảm biến. Đây là sử dụng cảm biến. Đây là cảm biến quang trở. Khi mà che hết ánh sáng vào thì nó sẽ thay đổi tín hiệu. Ở đây bọn em setup cho là khi mà mình che bằng cách nắm tay này thì tay cũng nắm, và mở ra thì ánh sáng vào thì tay cũng mở. Khi cảm biến vẫn mở thì các nút còn lại, khi bấm vào nút còn lại thì sẽ tiến hành tắt cảm biến để tránh xung đột tín hiệu gây đến nhiễu mạch Arduino và bị đơ. Nắm tay, cảm biến tắt và tay em nắm. Ta duỗi tay lại thử lại. Bật cảm biến. Nắm tay. Cảm biến tắt và tay đồng thời cũng nắm. Vừa rồi là video chạy thử mô hình bàn tay của nhóm chúng em.